Toàn Baber, là một trong những
người mà trong cái chương trình Cây Kéo Vàng và mình rất là thích, và hai anh em đã chơi với nhau năm nay là năm thứ năm rồi, và đặc biệt là tóc cắt thì rất là nhanh. Các bạn thấy là từ quá trình mà cắt tinh bột thì chưa đến 15 phút là đã xong rồi, có một kiểu tóc như này. Thì bạn nào quan tâm thì cũng sẽ để cái số điện thoại cũng như là cái địa chỉ shop của Toàn đang ở đây. Hiện nay là bạn có hai cơ sở ở dưới Quảng Ninh và cái cơ sở học viên của bạn rất là nhiều, có hai cơ sở mà Toàn đi về và đứng chính, một là tại vị trí của Hà Đông và một cơ sở dưới Quảng Ninh. Mình sẽ để cái cơ sở Hà Đông Hà Nội để các bạn chúng ta bạn nào có quan tâm mà thích kiểu tóc mà nhanh mà đẹp như của mình thì ta sẽ di chuyển ở đây các bạn nhé. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào các bạn. Don't stop.